Chuyện cuối tuần. Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cuộc hôn nhân nào cũng có thăng trầm và tình yêu sẽ phai nhạt theo năm tháng. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi. Chưa về chung nhà, cái người đối tượng của mình đẹp đủ điều. Khi người ta yêu nhau, người ta bất chấp, người ta có thể cãi cha, cãi mẹ. Nhưng mà về ở với nhau, bao nhiêu tật xấu khi ở chung với nhau nó lòi ra hết. Vừa muốn giữ cái cuộc hôn nhân mà bạn biết là thật ra không có vui lắm rồi, nhưng mà bạn lại vừa muốn sống theo cái nết của mình thì không được. Đón xem Chuyện cuối tuần Như lửa tình yêu sau hôn nhân, được phát sóng vào lúc 21:30 thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021 trên VTV9.